trình Món Ngon Mỗi Ngày với sự tài trợ của công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào cô Thảo. Chào Minh Châu. Cô Thảo ơi, hôm nay em đã nhìn thấy cá khoai rồi nha. Đúng rồi. Cá khoai này mà mình nấu cháo hoặc là nấu canh thì ngon lắm đó. Nhưng mà cũng rất là bất ngờ, tại vì Minh Châu mà cũng biết cá khoai hả? Hơi bị ngạc nhiên nha. Cô Thảo cứ vậy không mà, không những em biết cá khoai nha, em còn biết là ngày xưa cá khoai không được ưa chuộng lắm. Mà cái giá thành của cá khoai hồi xưa thì thấp nè, và người ta hay dùng cá khoai để làm khô. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, cá khoai đã lên ngôi. Cá khoai bây giờ được sử dụng khá nhiều, bởi vì là giá trị dinh dưỡng cũng cao nè, là một món ăn bổ dưỡng cho mọi người. Bên cạnh đó nha, cá khoai trong ẩm thực mình có thể chế biến thành món canh nè, lẩu nè, cháo nè, món nào cũng ngon hết. Không biết hôm nay cô Thảo làm món gì ha? Cá khoai thì làm được nhiều món rất là phong phú. Nhân hôm nay thì cô mua được một mớ cá khoai ngon nè. Và cũng với chủ đề buffet mùa hè thì cô sẽ thực hiện một món canh chua. Và món canh này rất là phù hợp cho bữa cơm gia đình, vì nó có vị chua chua mát mát, phù hợp với thời tiết nóng bức vô cùng. Món gì đấy cô? Món ăn ngày hôm nay có sự kết hợp giữa vị chua của lá giang và cá khoai. Đó là món canh cá khoai lá giang. Để thực hiện món canh cá khoai lá giang thì quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng 300g cá khoai còn tươi, 50g lá giang, 1/4 trái thơm, 1 trái cà chua, chanh tươi, rau om và ngò gai, cùng với lại 1 trái ớt hiểm, hành, tỏi băm, các loại gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Giai đoạn đầu tiên thì cô sẽ cắt những cái nguyên liệu thơm và cà chua ra nè. Phần thơm này thì chúng ta mua khoảng 1/4 trái và chúng ta sẽ cắt lát ra như thế này. Kế đó là chúng ta sẽ cắt tới cái phần cà chua. Chanh này cô cũng sẽ cắt một lát. Đối với rau om, ngò gai thì quý vị khán giả sẽ cắt nhuyễn ra. Trái ớt hiểm thì đơn giản là chúng ta chỉ đập dập như thế này thôi. Cá khoai khi mà mua về thì quý vị khán giả và Minh Châu cũng hết sức lưu ý là chúng ta phải chọn con cá khoai thật là tươi nè, bụng nhỏ nè, thân nó trắng nè, cá nó còn nguyên hình dạng, như vậy thì cá mới tươi và chúng ta nấu canh mới ngon. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ là chúng ta chọn con cá còn tươi ngon nè, còn giữ nguyên hình dạng, có màu trắng đẹp và bên cạnh đó là bụng nhỏ thôi. Như vậy chúng ta sẽ có món canh cá khoai lá giang rất ngon. Chúng ta sẽ cắt cá ra thành khúc khoảng chừng 5cm như thế này. Và cô sẽ cho ra tô. Phần lá giang này chúng ta phải vò ra nè. Đối với lá giang thì quý vị khán giả phải vò ra thì cái phần nước chua của lá giang mới tiết ra hết, và khi chúng ta ăn thì lá giang mới có độ mềm. Phần cá này chúng ta sẽ ướp vào khoảng chừng 1 muỗng canh, có hành băm và tỏi băm ở trong đó. 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Phần chanh này chúng ta sẽ ướp vào trong phần cá này khoảng 1 muỗng cà phê nước cốt chanh. À, có phải là để cho thịt cá nó tái tái không cô? Không có đâu, mình ướp vào khoảng 1 muỗng cà phê nước cốt chanh giúp cho cá không bị tanh trong quá trình mà chúng ta chế biến. Em lại quên mất cái chuyện này, đúng là đối với các món cá thì mình phải có phương pháp khử mùi riêng đúng không cô? Quý vị thân mến, như vậy có nghĩa là đối với món cá khoai chúng ta sẽ ướp vào một chút chanh tươi để giúp cho cá khoai không còn mùi tanh nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đặt một cái nồi lên bếp để chúng ta chuẩn bị nấu canh. Khi dầu trong nồi vừa mới nóng á, thì quý vị khán giả sẽ cho tỏi vào để chúng ta phi vàng và cùng với hành luôn. Dạ. Sau khi mà chúng ta đã cho hành tỏi vào phi thơm rồi thì chúng ta sẽ cho cà chua vào để mà xào lên. Và đặc biệt muốn cho màu đẹp hơn nữa đó, thì chúng ta sẽ cho thêm vào một chút xíu muối và một chút đường nữa. Thì không có. Đảo đều lên, đúng rồi. Và bây giờ Minh Châu giúp cô cho nước vào. Dạ. 1 lít nước đúng không cô? Đúng rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cho vào khoảng 1 lít nước và quý vị khán giả chờ cho nước sôi trở lại chúng ta mới tiếp tục nấu. Bây giờ khi nước sôi trở lại đó, chúng ta sẽ tiếp tục cho thơm vào nè. Cho thơm vào. Cô cũng sẽ cho lá giang vào luôn. Cả thơm và lá giang khi mà quý vị khán giả đã cho vào nồi rồi thì chúng ta sẽ nấu lâu một chút xíu để cho phần thơm và lá giang này ra cái vị chua. Quý vị khán giả cũng cần lưu ý là cá khoai là một nguyên liệu rất là mềm, cho nên nếu mà muốn cho cá không bị vỡ nát đó thì chúng ta sẽ cho cá khoai vào giai đoạn cuối cùng. Như vậy cá vừa chín sôi trở lại là chúng ta nhắc xuống có thể dùng được ngay. Và bây giờ cô sẽ nêm thêm một ít muối nè, với lại đường nè, 2 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto nữa. Bây giờ canh đã chín rồi, chúng ta cho thêm 1 muỗng canh nước mắm nữa. Canh vừa sôi trở lại chúng ta tắt bếp là đã xong rồi. Dạ, tắt bếp xong rồi. Và bây giờ để giữ cho cái màu xanh của món canh này, như lúc nãy Minh Châu nói, cô sẽ cho ngò gai và rau om vào giai đoạn cuối cùng với lại cái trái ớt hiểm này để cho nó có màu đẹp. Cá khoai chúng ta múc ra ở trên cùng.
thêm một lát cà chua vào, một ít rau ngò gai, một cái trái ớt hiểm. Vậy là hoàn tất món ăn rồi đó. Cuối cùng cô đã chừa một ít ngò gai với là rau ôm. Dạ. Chúng ta sẽ cho thêm vào. Bây giờ thì cô sẽ múc một ít canh để cho Minh Châu thử. Em cảm ơn cô ạ. Chưa kịp nhai gì hết, cá khoai tan hết trong miệng rồi. Tất nhiên rồi, vì cá khoai thì có thịt cá rất là mềm, chúng ta nấu vừa chín tới thì chỉ cần ngậm vào miệng thôi thì thịt cá khoai sẽ tan ngay vào trong miệng. Quý vị khán giả ơi, khi mà nhìn cái tô canh bốc khói như thế này thì làm sao mà kìm lòng được, đúng không ạ? Chỉ cần theo đúng những hướng dẫn mà cô Diệu Thảo nói với quý vị từ nãy đến giờ thì Minh Châu tin là quý vị có thể thực hiện một nồi canh cá khoai lá giang vô cùng hấp dẫn, mùi thơm nè, vị thanh đậm nè, ngọt, mặn, chua rất là hài hòa, và món này đảm bảo là rất bắt cơm. Buffet mùa hè. Quý vị khán giả thân mến, nếu như mà quý vị có những kỷ niệm vui về bữa cơm gia đình, quý vị cũng có thể chia sẻ với chương trình, hoặc quý vị có thể đề xuất với chúng tôi những món ăn mới, chương trình sẽ nghiên cứu và thực hiện theo yêu cầu của quý vị. Hãy gửi thư cho chúng tôi về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Còn bây giờ, thời lượng đã hết rồi. Cô Diệu Thảo và Minh Châu xin chào quý vị, hẹn gặp lại.